Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 1 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 0 đến 19 độ. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 4 đến 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào, trời rét, phía Bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác, trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ.